Sứa cắn gây rát, bỏng, thậm chí để lại những tổn thương dễ thấy trên da. Đây là tình trạng nhiều du khách đã gặp phải khi tắm biển, nhất là ở vùng biển phía Nam. Giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa là lúc sứa xuất hiện nhiều ở các bãi tắm. Đáng quan ngại, trong đó có cả loài sứa độc như sứa lửa, sứa bắp cày, sứa vòng. Việc sơ cứu không đúng cách vết sứa cắn có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Viêm da tiếp xúc do cái con sứa độc thì thường là người ta rất là hốt hoảng. Và khi người ta hốt hoảng như vậy, người ta sợ hãi như vậy thì là người ta sẽ sờ vào nó hoặc người ta cào cấu nó. Thì đấy là một cái rất là sai lầm. Bởi vì khi mình sờ mình thì chính là cái độc tố nó lại tiếp tục nó lan ra chỗ khác nữa. Có thể là đến hiệu thuốc mình mua một ít cái hồ nước hoặc là một cái dung dịch nước muối sinh lý thôi. Thì mà mình sẽ rửa qua, tổn thương nó quá rộng ấy, thì nên đến cơ sở y tế. Ngoài ra, trước khi xuống biển, các gia đình cần tìm hiểu thêm thông tin từ người dân địa phương để tránh những bãi tắm có sứa và các khung giờ có sứa. Khi quan sát thấy sứa biển, tuyệt đối không xuống tắm để tránh bị sứa tấn công.